chiến hữu Trần Quốc Thuyện, giữ chức vụ chủ tịch, tốt nghiệp khóa 7 trường bộ binh Thủ Đức, nguyên chuẩn úy phân chi khu phó, phân chi khu. Sau đây là lễ ra mắt của tân ban chấp hành hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ban cố vấn thuộc nhiệm kỳ 2011 đến 2013. Nguyên trung úy, xin lỗi, nguyên thiếu tá tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 8 nhảy dù. Chiến hữu Lê Văn Thủy, phó chủ tịch ngoại vụ, tốt nghiệp khóa 668 trường bộ binh Thủ Đức, nguyên trung úy đại đội trinh sát trung đoàn 14 sư đoàn 9 bộ binh. Chiến hữu Nguyễn Văn Phước, tổng thư ký, tốt nghiệp khóa 172 trường bộ binh Thủ Đức, nguyên chuẩn úy tiểu đoàn 476 tiểu khu Vĩnh Long. Chiến hữu Dương Minh Quang, thủ quỹ, tốt nghiệp khóa 469 trường bộ binh Thủ Đức, nguyên trung úy phòng 7 bộ tổng tham mưu. Vì chiến hữu Dương Minh Quang đi xa không về kịp được trong ngày hôm nay nên xin được vắng mặt. Và tiếp theo đây tôi xin được giới thiệu thành phần ban cố vấn. Chiến hữu Trần Văn Thường, nguyên đại úy. Xin mời chiến hữu Trần Văn Thường trong ban cố vấn. Chiến hữu Trần Văn Đáo, thuộc binh chủng Hải quân. Chiến hữu Hà Phú Bằng, thuộc binh chủng Không quân. Theo tôi được biết, chiến hữu Bằng bữa nay vì bận việc nên không đến được. Chiến hữu Ngô Chi, nguyên đại đội trưởng đại đội biệt lập thuộc tỉnh Bắc, tiểu khu Bạc Liêu. Chiến hữu Vũ Đắc Chính, cố vấn kiêm ủy viên thường trực là cá nhân tôi. Thưa quý vị, đây là thành phần ban chấp hành, ban cố vấn và các ủy viên thuộc nhiệm kỳ 2011-2013. Chào tay, chào. Chào tay, xuống. Thank you.
Trình văn nghệ đã được sự đóng góp của các cụ quân nhân cũng như quan khách đến tham dự. Tổ chức đêm dạ vũ này, chương trình sẽ gồm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là phần ra mắt ban chấp hành và phần thứ hai là chương trình văn nghệ. Và kính thưa quý vị, để trước khi bắt đầu chương trình văn nghệ, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phụ trách chương trình văn nghệ đêm nay sẽ gồm hai ban nhạc. Ban nhạc đầu tiên là ban nhạc khách. Tiếp tục chương trình là phần văn nghệ của nhiều nghệ sĩ ca sĩ tại Toronto và các vùng phụ cận thay phiên nhau trình diễn. Dạ tiệc Xuân Chiến Sĩ đã kéo dài qua tận giây phút ban đầu của năm 2012 trong bầu không khí vui tươi nhộn nhịp. Yeah.
thưa quý khán thính giả, chương trình sinh hoạt cộng đồng của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Và chúng tôi, toàn thể nhân viên của đài truyền hình VBS Canada, xin kính chúc quý vị năm mới, năm Nhâm Thìn, an khang, thịnh vượng, phát tài và mọi sự như ý.